Khi mà mọi người khi mà nhắc đến dòng kỳ đà ấy thì mọi người thường nghĩ đến là ngay đầu tiên mọi người sẽ nghĩ đến là Komodo. À, cá. Bỏ nhá, bỏ về nhá. Đó thì mọi người hành ngay nghĩ đến ngay đến Komodo là những con cực kỳ to lớn hay là con kỳ đà hoa hay là gì đấy, nói chung là bọn đấy thì thường là nó rất là sậm màu và nó thường là màu sặc sỡ. Khi nói màu sặc sỡ thì các bạn nghĩ ngay đến những con như kiểu Ivu hay là tắc kè, nói chung là vài con là con thần làm khác đó. Nhưng mà ở đây tôi có giới thiệu các bạn con kỳ đà cực kỳ đẹp, nó có màu xanh cả màu xanh ngọc luôn đấy, và nó có tên gọi là Green Tree Monitor hoặc có tên khác là Emerald Tree Monitor hay là kỳ đà ngọc lục bảo. Đó, bây giờ mình sẽ phát ra cho bạn xem nhá. Mừng thân luôn em ơi. Ok anh em ơi, ở đây tôi có một con kỳ đà cây màu xanh lá cây rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Nó có màu xanh, kiểu màu xanh ngọc này, và có thêm hoa văn màu đen bên trên lưng, nhìn rất là bắt mắt. Bọn này nó là loài kỳ đà cỡ nhỏ, max size nó chỉ vào khoảng tầm gần 1 mét, là khoảng tầm 90 cm thôi. Trong khi đó thì cái đuôi của nó đã dài gấp đôi người rồi, có nghĩa đuôi nó dài khoảng tầm 60 cm và người nó chỉ có dài 30 cm thôi. Con này gần mắc mẹ. Và bọn này nó là cái loài mà có cái tính khí cực kỳ nhút nhát và gọi là nhát nhất trong các loại nhát của kỳ đà. Cho nên là khi nuôi các bạn nên chú ý, và nó không dành cho những người mới chơi. Kỳ đà đã là level khó rồi, còn con này nó còn khó nữa. Cho nên là mình nghĩ là anh em nào chơi lâu năm mà có thể thử con này, mình cũng cực kỳ thích con này. Kỳ đấy. Kỳ đà. Đà. Thích không? Để xin tiền mẹ tiền đi mà mua em nhé. Nhé. Để xin mẹ tiền nhé. Xin mẹ tiền mua nhé. Nó không nghịch đuôi nó không? Con này thì thực ra là kể cả có cắn hay không thì nó cắn thì cũng không đau đâu, nhưng mà cái móng của nó sắc quá. Với là cái móng của nó, là con này nó hay leo cây mà, cho nên là cái móng nó cực kỳ sắc và nó quặp lại để nó có thể leo cây được. Cho nên là khi mà mình cầm như này thì nó khi mà nó di chuyển thôi là mình đã thấy đau rồi. Nếu mà các bạn nuôi ở nhà thì cũng có thể mài bớt móng đi cho nó đỡ sắc cũng được. Và con này nó là người kiểu mình chơi cây cảnh, giống kiểu như tôi vậy đấy, người rất là rong rỏng và tay chân rất là dài. Bọn này nó cực kỳ thông minh, và trên các cái trang mạng xã hội cũng hay lan truyền nhau một cái clip mà người ta cho con sâu con dế vào trong một cái lỗ bên trong cây, con kỳ đà là thò tay vào để nó móc ra rồi nó ăn, cực kỳ khôn luôn các bạn ạ. Cái đấy là cái mà dễ gây ấn tượng nhất đối với những người mới bắt đầu biết đến cái loài kỳ đà này, nó cực kỳ khôn luôn. Nhưng mà thôi con đừng nghịch đuôi nó, con ngồi yên đi tí mà chúng tôi cho nghịch nhé. Ngồi xuống. Con này nó có tên khoa học là Paranus paracinus, và nó có xuất phát từ từ New Guinea và các cái hòn đảo đấy. Khi mà các bạn mới bắt đầu chơi kỳ đà ấy thì mình khuyên các bạn là nên chơi những cái con nào mà ít nhạy cảm hơn. Sau đó các bạn có kinh nghiệm, có làm quen được với tập tính của các loại kỳ đà rồi thì các bạn có thể chơi lên cái con này. Còn nếu mà ban đầu các bạn chơi thì các bạn sẽ rất dễ mắc phải một số cái sai lầm khi mà nuôi con này. Cho nên là mình khuyên các bạn là mình nhấn mạnh lại là không cần cho đi ngoài nhá. Vì con này là khá là nhát, và trong chuồng nuôi, đó về cái vấn đề chuồng nuôi thì các bạn cần một cái chuồng rất là to và cao. Như một con này thì các bạn có thể nuôi ở trong một cái chuồng dài khoảng tầm 1 mét hơn gì đấy. Các bạn cũng không cần dài quá, nhưng mà nó sẽ phải cao từ 1,5 đến 1,8 và rộng khoảng tầm 60 phân gì đấy. Và phải có nhiều cây cối và cái background ấy thì nó phải có cái để cho nó trèo được. Ví dụ như các bạn có thể dán background giả đá hay là gì đấy cho đẹp cũng được, thì nó có thể trèo lên đấy để nó ra đúng tập tính của nó, và rất cực kỳ thích leo trèo và hay ở trên cây. Và trong cái chuồng đấy phải có nhiều khúc cây đan xen nhau để cho nó cảm thấy an toàn.
và trong đấy ít nhất các bạn phải có 1 đến 2 cái lỗ, cái hốc rất là kín để cho kỳ đà nó có thể chui vào để nó trốn. Đó, các bạn đừng nghĩ là nuôi cái bọn này nó phải cho vào chuồng bé để lụng thiên các thứ thì nó mới quen người, nhưng mà cái đấy chỉ áp dụng được cho một số loài mà nó không bị nhạy cảm quá thôi. Đối với những con này thì khi mà các bạn làm như thế nó sẽ bị stress cực nặng và có thể dẫn đến bỏ ăn bỏ uống rồi mà chết, rất là nguy hiểm. Mình nuôi bọn này là mình phải theo dõi tập tính của nó và phải lựa theo nó, khá là hay đúng không? Và cần một sự kiên nhẫn rất là cao, và khi mà các bạn đã thuần được con này rồi thì chơi với nó rất là vui luôn. Mình nghe nói là ở Việt Nam cũng đã từng nhập một vài con này về rồi, nhưng mà nó cũng gần gần chết hết. Thì nó cũng có rất nhiều nguyên nhân, bởi vì là hầu hết cái bọn này là ngày xưa ấy là được bắt ngoài hoang dã, cho nên là nó cũng có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến tử vong, kiểu như có thể bệnh đèn từ sẵn hoặc là bị sợ chết căng thẳng quá, bởi vì nó đang ở ngoài tự nhiên mà bắt thì nó rất dễ stress căng thẳng. Và mất nước là cái điển hình để cho bọn này có thể bị tử vong. Ngày trước là bên anh cũng có nhập về rồi anh Thành nhỉ? Lâu rồi, đây là 1 năm rồi. Gần đây bắt đầu, nhưng mà gần đây là bắt đầu người ta nuôi bọn kỳ đà này khá là nhiều rồi, cho nên là cũng có cái hàng nó ổn định hơn, tâm lý tốt hơn. Và hầu hết những cái con kỳ đà về đây mà chết thì hầu hết là do nó không ăn gì, nó sợ chết quá, nó bỏ ăn hẳn luôn và nó còn chết. Thì con này về đây ăn rồi đúng không? Ăn rồi, ăn bằng tay luôn, handle luôn. Nói chung là thế, bọn này nó khá là quen người rồi, cho nên là các bạn không phải sợ. Đấy, có thể nhìn thấy là mình cầm này nè, nó luôn là khó chịu, nó hơi dẫy một tí thôi, nhưng mà tầm một lúc thì nó quen, nó cũng nằm yên thôi. Đây này, mình có thể thả ra nằm yên này. Chứ nó không nhồng quá, không chạy như là anh. Ôi ơi, đau quá. Đừng có móc căng nữa mày. Con này bán bao tiền nhỉ? Anh bảo 8 à? Thôi anh em ạ, có con nào rớt ở nhà sao? Con này ngày xưa em nhìn được con này em cũng khoái con này lắm. Nhưng mà đợt đấy là đã quay nhập về mà còn khó nuôi. Đang này biết chắc bảo anh là đảm bảo 100% là tức là ăn được rồi này, cầm giúp ăn là tự ăn thì là con này được gây cái không bôi chung giống được nhỉ, không biết thế nào. Nếu mà chưa ăn lại cũng nhập đâu sợ lắm. Bài học con đau thương mấy lần rồi nhé, nhắc được một lần rồi. Bọn này nó gọi là nó khác, có cực kỳ nhạy cảm thôi các bạn. Các bạn nên nhớ cái điều đấy. Về nhiệt độ và độ ẩm thì bọn này nó có khả giải nhiệt khá là rộng các bạn ạ. Kiểu như là ở điểm sửa của nó sẽ lên đến khoảng tầm 45-46 độ ở điểm sửa ấy. Nhưng mà các cái xung quanh điểm mát thì nó chỉ vào khoảng tầm ba mấy độ thôi. Bởi vì là các bạn có thể nhớ lại là mình đã nói là bọn này nó ở chuồng nó khá là cao, thì các bạn có thể để cái điểm sửa ít trên cao đấy, để lúc nào nó cần nó có thể lên sưởi. Và xung quanh chuồng các bạn có thể dùng lưới để cho nó thoáng, và khi nào mà nó cần mát thì nó có thể xuống cái lớp bên dưới thì nó sẽ nhiệt độ nó sẽ mát hơn rất là nhiều. Đó, đấy là cái cách để mà cho nó áp được đúng điểm sưởi của nó, và khi mà có giải điểm sưởi như thế thì nó sẽ phát triển khá là khỏe mạnh và trao đổi chất nó rất là tốt. Và bọn này thì cũng giống như một vài loài kỳ đà khác thì nó cũng không phân biệt được kính các thứ, và nó cũng hay leo trèo và cũng hay nhồng, cho nên là rất dễ bị sương mũi nếu mà nuôi trong chuồng kính. Nói chung là mình khuyên các bạn là nếu mua bọn này về thì nên để ở trong một cái bể chuồng lưới mà lưới bé bé một tí, và như thế nó sẽ thoáng, và cái khi mà các bạn cắm sưởi mạnh ở bên trên điểm sưởi tít trên cao thì bên dưới nó có thể mát được. Nói chung là nên như vậy. Và cái độ ẩm của nó thì cũng khá là cao, nó rơi vào khoảng 70%. Thì các bạn cũng nên xịt ẩm hàng ngày cho nó để có thể tích trữ được cái độ ẩm tốt nhất, bởi vì là bọn này nó khá dễ bị mất nước. Và một khi mà nó đã bị kiểu như là bị thiếu ẩm quá thì nó sẽ gây suy nhược cơ thể và rất dễ chết. Lót nền thì các bạn có thể lót những cái kiểu đất rồi lá cây rồi thêm cả vài gỗ thông rồi dỡ các thứ, nhưng mà các bạn có thể lót những cái gì mà có thể giữ ẩm cực kỳ tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh phát triển thì nó sẽ rất là sạch sẽ và không lo bệnh cho con kỳ đà này. Và các bạn cũng nên có một cái chậu nước cũng khá là to so với con này, chỉ là to so với con này đâu, có nghĩa là cái chậu nước cũng bé, nó rơi khoảng tầm 40-50 gì đấy, thì chuyện nó cũng khá là bé so với cái chuồng đấy đúng không? Thì đủ để con này nó nằm vào là được, nếu mà nó thích thì cũng nên chuẩn bị. Về thức ăn thì con này nó ăn khá là nhiều loại,
nói chung là những cái con côn trùng hoặc là những cái con động vật thân mềm hay là thú nhỏ hoặc là chim nhỏ, như là ở Việt Nam nếu mà chúng ta nuôi thì chúng ta có thể cho ăn sâu này, dế này, rán này, rồi chim cút mới nở này và chuột này, nói chung là có khá nhiều loại thức ăn để cho nó ăn. Nhưng mà cái khoảng thời gian cho ăn ấy thì các bạn nên cho ăn hàng ngày. Nói chung là không nên để để nó bị đói kéo dài quá. Nếu mà như thế thì nó sẽ không tốt cho chúng, bởi vì con này nó khá là năng động và leo trèo khá là nhiều, và nói chung là nó không thể nhịn lâu được như là bọn kỳ đà to khác. Thế là anh em nên cho nó ăn, cái tần suất cho ăn có thể mình có thể một lần cho ăn nó không được no quá, nhưng mà sẽ cho ăn hàng ngày thì nó sẽ tốt cho nó hơn, chứ nó không giống như là bọn chăn rắn là mình cho ăn no một lần rồi cho nó nhịn cả tháng trời hoặc là vài tuần rồi mình cho ăn tiếp. Bọn kỳ đà này nó không như vậy đó. Tầm chục năm trước thì cái vấn đề sinh sản của kỳ đà nó rất khó xảy ra, của kỳ đà cây nó rất khó xảy ra, cho nên là hầu hết những cái con mà các bạn mua về và của tầm chục năm trước thì nó đều là bắt từ rừng về, và nó rất dễ stress và rất dễ có nhiều bệnh tiềm ẩn trong người, ký sinh các kiểu. Nhưng mà khoảng thời gian gần đây thì cũng có một vài người có thể nuôi đẻ được con kỳ đà cây này, nhưng mà level rất là cao đấy, thì cho nên là chúng ta bắt đầu có thể kiếm được những con kỳ đà cây khỏe mạnh và có thể nuôi được để chơi. Đó, cuối cùng thì mình chỉ cũng may. Cuối cùng mình chỉ muốn nói là bọn thằng làm cây Orange Monitor này là một cái con khá là nhút nhát, nhưng mà khi mà các bạn có thể thuần được nó thì nó là một cái loài khá là thú vị để mà các bạn có thể nuôi và chơi cùng. Và cái chìa khóa để cái việc có thể thuần hóa được bọn này là sự kiên nhẫn và nói chung là sự kiên nhẫn. Chúc các bạn có thể có một con kỳ đà cây xanh thật là đẹp và khỏe mạnh nhá. Cảm ơn mọi người. Nhớ like, share, subscribe giúp mình nhé. Talk at all.